Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em xin gửi tới mọi người mẫu sản phẩm, đó là bộ điều hòa chạy điện dành cho ô tô, xe tải, máy xúc, máy công trình, những loại xe chưa có điều hòa. Đây là một sự tiện lợi giúp anh em không phải độ chế mất thời gian, tiết kiệm nhiên liệu. Em xin mời mọi người sẽ nhìn tổng quan của sản phẩm bao gồm sẽ có những gì. Phía tay em đang đặt lên đó chính là cục nóng. Trong cục nóng này thì nhà sản xuất đã thiết kế rất là tối ưu và thông minh, bao gồm có lốc điện ở phía trong, giàn nóng và quạt gió giàn nóng. Với nghiên cứu rất là kỹ lưỡng, nhà sản xuất đã cho quạt tản nhiệt là cánh chéo, giúp lượng gió rất là nhiều, tỏa nhiệt rất là mạnh. Đây là phía của cục giàn nóng thì người ta cũng có nói là mức tiêu thụ của nó từ 800 đến 1000W, dùng ga 134, điện 24V, 6 lạng rưỡi ga. Đây là những cái chân giá thì anh em bắt giàn nóng y chang như điều hòa gia đình luôn, nó cũng đầy đủ hai chân dài, hai chân ngắn và bộ co để anh em bắt vào cái phía ra đầu ra của cục nóng. Đây là đường dây điện nhà sản xuất đã đấu sẵn, anh em về cũng chỉ cần đấu vào bình ắc quy. Đây là bộ co bắt vào van của giàn lạnh đã chờ sẵn để chúng ta ép đường ống dẫn. Đây là van chia này, đường chia để cắm vào ống nước này. Đây là băng dính. Như em nói là cái bộ này đã đầy, rất chi là đầy đủ này, từ cô nhê này, ốc vít này, anh em về chỉ việc lắp ráp thôi. Đây là anh em xem, đó chính là cái giàn lạnh đấy. Cái giàn lạnh này thì nó ưu việt dành cho những bác có thể không thích cái loại phím bấm. Với mẫu này thì có hai mẫu mặt giàn lạnh cũng chia ra bốn cửa, khi anh em cần chúng ta có thể mở ra. Anh em mở ra, nó có thể xoay được anh em nhé. Đấy, xoay các hướng gió luôn. Đấy. Quay các hướng gió luôn. Anh em có nhìn thấy cái giàn lạnh bên trong không ạ? Đó. Vâng, và đây là công tắc điều chỉnh nóng lạnh. Đây là bên này là công tắc quạt. Phía trên này của nó là quạt. Đây, nó cũng như cái giàn lạnh, nó cũng như em nói, nó đã có cái ốc chờ sẵn để anh em bắt vào trên cabin hoặc là dưới khoang gầm mà anh em cảm thấy rộng nhất. Mặt sau đấy. Đây, anh em nhìn thấy motor này. Đây, phía mặt sau của cái giàn lạnh. Còn đây, qua đây là anh em có thể nhìn thấy rồi đúng không ạ? Đây, cái lốc điện nằm bên trong cái bảng điều khiển lốc điện đây. Và bên trong nữa nó là cái giàn nóng. Đây là dây điện đấu sẵn hết cho anh em được. Từ cái cục khiển này cả nhà sản xuất đã đấu sẵn và đã có rắc chờ, anh em về chỉ
để bỏ sẵn vào và sử dụng. Để sử dụng được bộ điều hòa này thì yêu cầu máy phát của chúng ta phải từ 80A trở lên nha anh em nhé, chứ không phải là liên quan đến bình ắc quy. Em đang nói lại đây là máy phát điện phải từ 80A trở lên thì sẽ sử dụng được bộ chạy điện này ạ. Cảm ơn anh em đã quan tâm đến video. Anh em có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm thì có thể liên hệ Zalo với em theo số máy 0769086333, hỗ trợ về kỹ thuật số máy 0856727222, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Với nhiều anh em thì có lần trước cũng có xem những cái video lần trước, nhưng mà em chưa nói chi tiết cụ thể thì em nói luôn là với cái bộ sản phẩm này tất cả các link phụ kiện đều có link phụ kiện để thay thế nha anh em nhá. Nên anh em hết sức có thể an tâm được. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.